tại chùa Kandaransi, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tết cổ truyền Chonchanam Thammai của đồng bào dân tộc Khmer năm nay được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4. Ngày đầu tiên, chùa đã tổ chức làm lễ đón chư thiên, một trong bảy chư thiên sẽ luân phiên gia hộ mỗi năm, và năm nay là chư thiên thứ 6, con của Đại Phạm Thiên Kapila, xuống trần gian thay thế cho vị thần năm cũ. Các Phật tử mang hương quả đến chùa để làm lễ đón chào năm mới. Theo Hòa Thượng Danh Lung, trụ trì chùa Kandaransi, năm nay sẽ là một năm mùa màng bội thu và nhiều phước lành. Ngày thứ hai của Tết Chonchanam Thammai, các Phật tử dâng cơm cho các sư thầy vào buổi sáng và trưa ở chùa. Buổi chiều sẽ tiến hành lễ đắp núi cát để cầu mong một năm nhiều điều lành. Tập tục này gắn với thuật cầu mưa của người xưa. Ngày thứ ba sẽ diễn ra nghi lễ tắm Phật. Người Khmer thành tâm khấn nguyện, cầu mong trời Phật gia hộ, dồi dào sức khỏe, ruộng rẫy tốt tươi và được mùa. Có một cái nghĩa rất quan trọng với những người cô xa xứ như mình, thì lễ hội giống như một bến đỏ để mình nhớ về quê hương, nhớ về văn hóa của mình. Trong cái lễ hội thì mình ấn tượng nhất đó chính là hoạt động tắm Phật, tức đó chính là một hoạt động mà những người dân họ dùng những bông hoa họ chấm vào nước để mà họ đem tắm cho những bức tượng phong cầu, đó là họ sẽ trở nên thông tuệ hơn và họ và hạnh phúc hơn và yên bình hơn. Không khí lễ của Tết Cho Sơn Mây thì tôi rất là háo hức và mong đợi. Vì thứ nhất là tôi đến lễ này, tôi được đến chùa và tham gia cùng cộng đồng mình. Và một điều ý nghĩa nữa đó là tôi được cầu phúc cho một năm được bình an và nhiều sức khỏe, giống như là làm ăn phát tài cho gia đình và cũng như cộng đồng của mình. Ba ngày Tết Chonchanam Thammai cũng là thời gian những người con Khmer từ các nơi tề tụ về gia đình, cùng đón mừng năm mới. Bên cạnh đó thăm họ hàng gia tộc và chúc nhau sức khỏe, cuộc sống yên vui phát đạt. Đây cũng là dịp để cộng đồng dân tộc Khmer gặp nhau chia sẻ kinh nghiệm sau một năm lao động sản xuất.